Anh nhớ lần đầu tiên em với anh gặp nhau không? Lúc đó là em kêu anh hoài mà anh không dòm em luôn. Trời ơi, anh khinh thường dữ vậy. Không biết nữa, không có nhớ. Tết năm nay mọi người không cần cầm đèn trung thu đâu, mọi người cầm cái đầu su su đi vòng vòng được nè. Vì cái Tết trung thu em cầm cái đầu su su. Trời nghe, em muốn Halloween tới vậy trời. Vinh vinh vinh, các thằng vinh vinh vinh. Sao nó chuyển động chứ? Sao làm gì hết rồi? Linh động đi. Chào mọi người nha. Nắng quá mọi người ơi. Trung thu tới rồi nè, em cầm cái lọc đèn nè mọi người. Vinh 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 các thằng vinh 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 thằng vinh 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 các thằng vinh vinh vinh. Đó, cầm đèn trung thu nè mọi người ơi. Tết năm nay mọi người không cần cầm đèn trung thu đâu, mọi người cầm cái đầu su su đi vòng vòng được nè. Vì cái Tết trung thu em cầm cái đầu su su. Trời nghe, em muốn Halloween tới vậy trời. Em mọi người cái này cái lồng đèn. Lồng đèn của thương hiệu của su su. Mốt mọi người đi chơi, mọi người nhớ cầm cái lồng đèn này đi. Em ơi, cái nắng châu đốc mọi người đủ nắng nha. Em làm nó chối chang thêm. Lát phải xả cái đèn nó mập quá, bây giờ chọc quá. Lát phải xả cái đèn thì mới thở được. Còn có một người thấy đẹp là được rồi. Cái này là mình nới rồi đó phải không? Nếu mà không nói là nó vậy đó hả? Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Hôm nay mình giới thiệu một chút về ngày hôm nay vai trò của mình. Vai trò gì đâu mời chị đi, tao cứ vai trò gì đâu biết. Nói chung là bây giờ như tàn giấy trắng và không biết gì hết á. Thì mọi người khai thác cũng vô nghĩa thôi. Đừng gây tôi không. Tôi gặp bà tôi sợ quá. Cho lòng anh ngây ngô, cho lòng anh. Này là Miss Universe hay Miss Ren à? Này là Miss Lố. Tôi chỉ là một cái tượng ở đây thôi. Mọi người làm thơ về em đi. Gió đưa cành trúc ra đà. Đúng. Hết rồi hả? Không biết nữa, không có nhớ. Mặc đồ hồng quá, đó là su su. Ôi, cái anh mi rô này anh kỳ quá. Sao anh gắn vô cuốn họng bạn? Thôi. Anh kẹp vô cái trái cổ của su su kìa. Cái ly nó nặng. Thế kỳ nghe. Lại là bà. Lúc nào cũng khai thác tôi. Tụi tôi là nói chứ là tôi nhìn vậy thôi chứ tôi bị ngại chứ ông kính lắm. Đưa ông kính vô là sượng ngắt liền. Sượng, sượng đó. Đó, sượng đó không? Đó lắm luôn rồi đó. Người ta sượng rồi kìa. Ác ôn. Anh làm sượng với su su đâu có sượng đâu đúng không? Nghe lại con, mày tàn ác quá. Trời ơi, mày đừng có làm cho mẹ khổ con ơi. Sự cái đó là dắt đĩa chứ không có sự. Mày tàn ác quá. Bị hư đĩa. Đây này kể mọi người nha, làm điểm vô nha. Một cái lần gặp em ngoài điểm vô không? Chắc chú là không biết em. Đấy, nước của anh nè, anh Lê nè. Đó chính là anh với em đụng đi ăn mì Quảng Cô Ni ở trên đường.
bạch đằng. Anh nhớ không? Mà em trả tiền cho anh. Đúng rồi. Anh ờ, nhớ chưa? Mà nó trả tiền. Quay quay cái cái đồ gì? Cái đồ gì đâu, lúc đó là chắc chắn với ông không biết mình rồi. Chứ sao biết? Vậy anh nhớ lần này đúng hả? Anh nhớ lần đầu tiên em với anh gặp nhau không? Lúc đó là em kêu anh hoài mà anh không dòm em luôn. Trời ơi, anh khinh thường dữ vậy. Không biết nữa. Không, không có nhớ. Lúc đó em nhớ là lúc em còn nhỏ ở nhà anh mở tivi lên anh cũng đi về nhà em. Mày xứng đáng bị đánh. Mày xứng đáng bị đánh. Kiều Hoài không trả lời luôn, cứ hát hoài vậy đó. Kiều Hoài đi. Mình 30 rồi. Nghe xong buồn ghê á. Xong anh ơi. Anh là thích nhất bài nào của ngoại ạ? À, puppy puppy này là xinh đẹp. Puppy puppy này là xinh quá. Bây giờ lúc đó em mới có 18-20 thôi. Là mấy năm rồi. Năm đúng rồi, đúng rồi, nhỏ lắm. Chứ biết gì luôn á, chứ có làm tóc chưa? Chứ có làm tóc chưa? Tóc là gì á? Chứ mới chưa biết tiếng Anh mà. Xì tóc. Xì tóc đi buông. Dễ thương dữ chưa? Đá. Đơn giản vậy thôi. Lửa hận thù đi sư. Lửa hận thù đốt cái ký ức hai ta. Anh không sao chắc em cũng như vậy mà. Ủa rồi phút sau đâu. Làm tiếng vô nha. Làm tiếng vô. Vẫn còn vương bên ta. Mệt á. Mệt á. Nhớ không? Mệt lắm á. Đúng rồi. Sẽ thắng vậy nào. Không mệt à? Không. Không mệt à? Nghĩ gì? Bài bài á. Hãy nâng niu từng giây phút bạn có. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, chẳng có điều gì xảy ra chỉ do tình cờ hay do may mắn cả. Ốm đau, bệnh tật. Mình lê hiệu trường kìa đi. Tuổi nhỏ áo đen này đi. Rồi, mình tới thử thách tiếp theo thôi mọi người ơi. Lúc này là lòng nhạc là tăng. How you like that? Đây là thử thách phù thôi. Quan trọng nhất là thử thách chính. Mình thắng cái đó mới là quan trọng. Mình nói nè. Lừa hình thù rớt trái kia rồi ta. Anh không sao chắc anh cũng như vậy mà. Ngày đêm trời nước mắt như trôi đi ta. Nhưng mà lưu lên vẫn còn lùi bên ta. Hey. Chương trình không cắt luôn. Quay được quay hoài. Cái này quay dư về rồi cắt bỏ chứ làm cái gì. Cái gì? Thao dung lượng. Cắt luôn á.